Nga tấn công tàu chở tên lửa của phương Tây cho Ukraine. Hoàng Thái xin kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục phân tích về những câu chuyện xoay quanh cuộc xung đột tại Ukraine. Với diễn biến mới nhất là quân đội Nga đã tấn công một tàu chở vũ khí phương Tây cho Kiev. Và không để quý vị phải đợi lâu, ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Nga tấn công tàu chở tên lửa của phương Tây cho Ukraine lực lượng Nga đã tấn công một tàu chở tên lửa phương Tây cho quân đội Ukraine. Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng bất kỳ phương tiện nào chở các loại vũ khí phương Tây cho Ukraine cũng sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga. Bộ Quốc phòng cho biết, quân đội Nga đã bắn trúng một tàu chở tên lửa và đạn dược do các nước phương Tây cung cấp cho Kiev. Ngoài ra, thì Nga cũng đã tiến hành một cuộc tấn công bằng vũ khí có độ chính xác cao nhắm vào các cơ sở năng lượng, hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp công nghiệp quân sự Ukraine xưởng sản xuất máy bay không người lái và nơi triển khai nhân sự và các thiết bị vũ khí. Theo thống kê chưa đầy đủ, kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, thì Nga đã phá hủy của Ukraine khoảng 646 máy bay chiến đấu, 283 máy bay trực thăng, 31.983 máy bay không người lái, 579 hệ thống phòng không, 18.317 xe tăng và xe bọc thép, gần 15.000 pháo giã chiến và súng cối và 27 chiếc xe chuyên dụng. Vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không sẽ tiết kiệm về thời gian, nhưng vận tải bằng đường biển cho phép vận chuyển khối lượng lớn hơn nhiều. Và Mỹ đã gửi tàu chở vũ khí cho lực lượng Ukraine ngay trước khi quân khu phía Bắc bắt đầu hoạt động. Sau sự sụp đổ của thỏa thuận ngũ cốc vào mùa hè năm ngoái, Ukraine đã xây dựng hành lang vận tải dọc bờ biển Romania và Bulgaria. Nó thường xuyên vận chuyển hàng hóa quân sự. Phá và các loại vũ khí hạng nặng khác đòi hỏi phải được cung cấp đạn dược liên tục và thường xuyên. Điều này buộc các nước phương Tây phải tăng cường cung cấp đạn dược bằng đường biển từ biên giới biển Romani đến cảng Odessa chỉ chưa đầy 100 dặm, có khả năng là tàu chở hàng Ukraine đã bị trúng Iskander. Việc phá hủy một tàu chở hàng mang tên lửa và đạn dược của phương Tây cho Ukraine đã được dự đoán trước. Đây là một lô hàng có giá trị cao và Nga đang tích cực tiêu hủy số đạn dược mà phương Tây cung cấp cho chế độ Kiev. Vì theo họ, tất cả những vũ khí này không chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự mà còn nhắm vào thường dân của Nga. Và nếu phương Tây vẫn tiếp tục duy trì việc này, thì Nga sẽ có những biện pháp trả đũa quyết liệt hơn. Estonia xây dựng 600 bong kè gần biên giới với Nga Sự cuồng loạn về mối đe dọa Nga vẫn tiếp tục diễn ra tại vùng Baltic. Đặc biệt là Estonia đang bắt đầu xây dựng ồ ạt các bong kè ở gần biên giới phía đông. Theo quan điểm của các chính quyền Litva, Latvia và Estonia, Nga đang đặt ra mối đe dọa kép. Theo quan điểm của họ, thì Nga có thể phát động cuộc tấn công biên giới ở các quốc gia này vào tháng 1 năm 2024, một cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng của các quốc gia Baltic đã diễn ra tại Riga nhằm thành lập một khu vực phòng thủ vùng Baltic. Khu vực phòng thủ này sẽ xây dựng khoảng 600 bong kè tại khu vực biên giới của Estonia. Dự kiến sẽ hoàn thành mục tiêu này từ nay đến năm 2026. Bộ trưởng quốc phòng Estonia Hanno Peku cho biết, dự án này sẽ tiêu tốn khoảng 60 triệu euro. Trung tá dự bị của Estonia Leo Kunas đề xuất khi xây dựng các công trình phòng thủ gần biên giới phải sử dụng mình chống tăng. Nhưng mà để thực hiện được điều này thì cả ba nước vùng Baltic phải cùng nhau rút khỏi Công ước Ottawa về lệnh cấm mìn sát thương. Vào tháng 10 năm nay, thì các chuyên gia quân sự Estonia sẽ bắt đầu thử nghiệm các nguyên mẫu bong kè sẽ được xây dựng tại khu vực biên giới. Tuyến các bong kè này sẽ kéo dài từ phần phía bắc của hồ Pebus đến phần phía nam của Estonia, cách biên giới của Nga khoảng 40 km. Chưa có thỏa thuận nào được ký kết với các chủ sở hữu đất tư nhân về việc xây dựng các cơ sở quân sự trên khu vực này. Theo các chuyên gia Estonia, các bông ke sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt và làm việc của các chuyên gia cũng như là binh lính. Các nước láng giềng phía Nam cũng rất quan tâm đến trải nghiệm của Estonia. Vào năm 2014, Latvia cũng đã có ý định xây dựng hàng rào biên giới với Nga. Theo kế hoạch ban đầu, thì việc xây dựng này sẽ hoàn thành vào năm 2016 nhưng mà cho đến nay mới chỉ hoàn thành được khoảng 70% do vấn đề tham nhũng. Các chuyên gia so sánh khu vực phòng thủ Baltic với một siêu dự án chung khác của các nước vùng Baltic với việc xây dựng tuyến đường sắt từ Ba Lan đến Thảo Liêm. Dự án này mục đích được nêu trong các tài liệu chính thức là khôi phục kết nối trực tiếp giữa các nước vùng Baltic với mạng lưới đường sắt châu Âu và thúc đẩy hội nhập khu vực bằng cách kết nối với Helsinki, Khoa Thalim, Giga, Kaunas và Warsaw với Berlin bắt đầu được triển khai. Người Phần Lan được đề nghị chống trầm cảm bằng điện. Phần Lan, quốc gia được mệnh danh là hạnh phúc nhất trên thế giới. Một bộ phận cư dân của quốc gia này đang bị trầm cảm nặng kéo dài. Điều này đã trở thành một yếu tố tiêu cực ảnh hưởng đến nền kinh tế của nước này. Và gần đây, người dân nước này đã được cung cấp một phương pháp mới để chống lại chứng trầm cảm là truyền dòng điện qua não. Đây có vẻ là một phương pháp rất điên rồ, nhưng đang được lên kế hoạch thực hiện tại quốc gia được mệnh danh là tốt nhất thế giới này. Theo thống kê chưa chính thức vào năm ngoái, hơn 100.000 người Phần Lan phải nghỉ ốm dài hạn do vấn đề sức khỏe tâm thần. Dối loạn lò Âu đang lan rộng, đặc biệt là những phụ nữ trẻ có tâm lý dễ bị ảnh hưởng hơn. Tình hình đã đến mức nghiêm trọng khi nó bắt đầu có tác động tiêu cực đến nền kinh tế của Phần Lan. Chính quyền đang cố gắng thuyết phục người Phần Lan rằng nguyên nhân chính dẫn đến tâm trạng chán nản của họ là do khí hậu nơi đây rất khắc nghiệt. Bởi vì đất nước này bị bao phủ bởi tuyết quanh năm và chìm trong bóng tối suốt gần như cả năm. Tuy nhiên, người Phần Lan lại có những lý do cụ thể hơn để có thể dẫn đến sự chán nản. Chớ hết là do giá lương thực và năng lượng tăng cao. Đáng chú ý là vào năm 2023, 127 doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ đã phá sản, trong đó bao gồm 37 doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch và khách sạn. Trước đây, hoạt động kinh doanh du lịch và khách sạn ở Phần Lan rất phát triển, chủ yếu là phục vụ cho du khách nga. Nhưng mà do tình hình chiến tranh, nên là phần lớn những cơ sở này đã đóng cửa. Vào cuối năm 2023. Một cuộc khảo sát cho thấy 73% người tiêu dùng Phần Lan tin rằng nền kinh tế của đất nước đang xuống dốc. Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn khi chính phủ cánh hữu lên nắm quyền, đang phải chống chọi với tình trạng thâm hụt ngân sách bằng cách tăng thuế và cắt giảm các khoản chi trả xã hội. Chính sách này đã khiến đất nước Phần Lan dung chuyển bởi hết làn sóng đình công này đến làn sóng đình công khác. Người lao động đang yêu cầu không bị tước đi những phúc lợi xã hội thông thường vốn có của họ. Sự suy giảm chung về mức sống đi kèm với khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế. Theo quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp Mikko Bumalainen, việc liên hệ với các tổ chức y tế công cộng theo các điều kiện do luật định đã trở nên gần như không thể. Và trong vài năm gần đây, thì người Phần Lan đã có thêm một mối lo lắng mới, đó là chính quyền đang đe dọa họ có khả năng xảy ra chiến tranh trực tiếp đối với Nga. Vào đầu năm nay, người Phần Lan đã bắt đầu nhận được các yêu cầu từ chính phủ giải ngũ khỏi lực lượng dự bị của quân đội và được sao nhiệm vụ thay thế. Và vào tháng 9 năm nay, một phương pháp được đưa ra để điều trị chứng trầm cảm cho bệnh nhân. Một thiết bị đặc biệt do công ty Soma của Phần Lan phát triển đã được sử dụng. Nó được thiết kế giống như một chiếc mũ có chứa hai cực điện. Khi đội lên đầu và bật thiết bị lên, một dòng điện nhỏ sẽ chạy qua đầu. Việc điều trị kéo dài khoảng 6 tuần và quá trình trị liệu diễn ra khoảng 5 lần một tuần trong nửa giờ mỗi ngày. Theo các bác sĩ tâm thần của Phần Lan, việc kích thích não liên tục sẽ giúp tăng cường hoạt động của bệnh nhân bị trầm cảm. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ hậu quả nhất trong giai đoạn đầu của bệnh trầm cảm. Nghiên cứu cho thấy kết quả điều trị bằng điện đặc biệt tốt ở những bệnh nhân bị trầm cảm nhẹ. Tuy nhiên, phương pháp này có vẻ không bền vững và lâu dài vì những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tổng thể của con người. Hải quân Mỹ chuẩn bị chiến tranh với Trung Quốc vào năm 2027. Hải quân Mỹ vừa công bố một tài liệu chiến lược tiết lộ kế hoạch chuẩn bị cho cuộc chiến chống Trung Quốc tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Tài liệu này cho biết hải quân phải sẵn sàng cho những khả năng xảy ra chiến tranh với Trung Quốc vào năm 2027. Ám chỉ đến việc Trung Quốc có thể tấn công Đài Loan vào năm đó. Chính quyền Bắc Kinh nhiều lần đã tuyên bố rằng Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và phải được thống nhất với đại lục bằng mọi giá. Tuy nhiên Đài Loan là một quốc đảo độc lập và tự do, chưa bao giờ chịu sự kiểm soát của Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn ra lệnh cho các lực lượng quân sự chuẩn bị năng lượng cần thiết để tấn công Đài Loan. Sự chuẩn bị này bao gồm tăng khả năng và quy mô đóng các loại tàu chiến, hạm đội, máy bay không người lái và kho vũ khí hạt nhân. Và sự chuẩn bị của Trung Quốc đã gây nên sự lo lắng của Mỹ, vì hải quân Mỹ có ít tàu chiến hơn nhiều so với Trung Quốc. Cùng với đó là Mỹ phải phân bổ số lượng tàu chiến này khắp nơi trên thế giới để duy trì sự hiện diện quân sự toàn cầu. Trong khi đó, Trung Quốc có thể phân bổ phần lớn các tàu chiến này gần bờ biển của họ, nơi họ có thể nhận được sự yểm trợ từ các đơn vị trên bộ và dễ dàng duy trì tuyến tiếp tế hơn. Một báo cáo của Quốc hội công bố vào tháng 7 cho thấy rằng, quân đội Mỹ thiếu cả khả năng và năng lực cần thiết để tự tin rằng họ có thể ngăn chặn và giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Trung Quốc. Trung Quốc có khả năng sẽ gia tăng hành vi khiêu khích trong những năm tới để bình thường hóa hành vi phi pháp xung quanh Đài Loan, khi mà nước này tìm cách lợi dụng việc Mỹ không có khả năng ngăn chặn cuộc xung đột. Tuy nhiên, ngành công nghiệp của Trung Quốc phải phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ và chuỗi cung ứng của Mỹ và châu Âu. Nếu phương Tây đưa ra các lệnh trừng phạt chống lại Trung Quốc như Nga, thì chắc chắn nền công nghiệp chế tạo của nước này sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cùng với đó, Trung Quốc nổi tiếng với việc sản xuất các loại mặt hàng kém chất lượng, và không có ngoại lệ cho các loại vũ khí và phương tiện quân sự này. Thông tin này cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.